Gia Bảo kìa. Gia Bảo, Gia Bảo. Tìm được cô rồi. Lúc nãy không tìm thấy cô tôi sợ muốn chết đi được. Cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Tôi gọi điện cho cô không nghe. Cô đi đâu vậy hả? Phải đó, hôm nay chúng tôi biết Kaka đã ra đi. Tưởng đâu là cô đi làm chuyện dại dột. Tôi trường không có thấy cô. Chúng tôi đã lập tức chạy ra ngoài tìm cô luôn đó. Lúc nãy tôi gọi tới nhà cô. Chị Phương của cô nói từ nay cô không về nhà nữa. Làm tôi giật mình. Cô thì là tệ quá đi. Từ nơi cô đã đi đâu vậy hả? Thấy cô không sao là tốt rồi. Chúng tôi tìm được cô là tốt rồi. Tôi không sao. Hai người đúng là khờ quá à. Nửa đêm nửa hôm khóc ở đây. Bây giờ tôi đang sợ ở đây nè. Trời ơi, khờ quá đi. Đừng có khóc nữa. Gia Bảo đây rồi, không có gì nữa. Bản thân cô cũng khóc vậy. Cô coi cô đi kìa. Có đúng là không sao không? Hay lắm, tìm được cô thì hay lắm. Cảm ơn hai người đã bỏ công đi tìm tôi. Cảm ơn hai người nha. Gia Bảo à, chúng ta làm chị em. Con kiếp này không có kiếp sau. Ba người chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Mãi mãi ở bên nhau. Đừng. Cô biết lịch sự ông vô cũng không gõ cửa. Anh Cường xin lỗi nha, là phiền anh. Có chút chuyện tôi muốn bàn bạc với anh đó. Chuyện gì vậy, có người quậy phá sao? Nè, tôi làm bảo kê ở chỗ của ông chắc chắn sẽ xử lý cho ông thôi. Đứa nào vậy? Không phải. Nhân viên của tôi đã nhầm lẫn. Đúng là căn phòng này đã có người đặt rồi. Anh Cường, cho nên không biết anh có thể đổ qua chỗ khác giùm không? Tôi có chơi đùa ngon cho anh nha. Coi như tôi tạ tội với anh đó. Ông đúng là bị chạm dây. Đang ngồi đàng hoàng sao lại đổi phòng chứ? Bây giờ chúng tôi không có tiền trả sao? Cũng như Lưu Đức Hoa đã nói, thời buổi bây giờ với thái độ phục vụ như vậy làm sao mà được. Ông coi chừng chúng tôi không quay lại ủng hộ ông, tôi còn nói xấu ông nữa đó. À, anh Cường à, tôi cũng biết lần này chúng tôi sai rồi. Nhưng mà tôi có cái khó của tôi. Tự anh có thể coi như giúp tôi. Đứa nào chứ, nhất định phải ngồi ở phòng này sao? Kêu tôi đi chỗ khác mới được uống rượu hả? Anh Cường à, thật không ngại nói cho anh biết. Đúng là Quy Gia đã đặt căn phòng này rồi. Và bây giờ ổng đặt tới đây đó. À, gom đồ đi. Đi gì chứ, Quy Gia gì chứ, ghê gớm lắm sao? Đại ca trong ban hội của anh đó có ghê gớm không? Bây giờ còn chưa tới, ngồi thêm một lát nữa đi. Quy Gia. Quản lý, có nhầm lẫn không? Giờ này cũng chưa dọn xong phòng, còn có nhiều kẻ không liên quan gì ở đây nữa. À, anh Tuấn. Chào anh, em tên là Cường Khùng. Đại ca của em là xài đầu ở giữa trái cây á. Chúng ta uống chung một nguồn nước mà người trong nhà thôi. Xài đầu giữa trái cây phải không? 10 năm không ló dạng, chưa chết sao? Sức khỏe của đại ca em tốt lắm. Cảm ơn anh. À, Quy Gia. Chào anh. Đại ca của em thường xuyên nhắc tới chuyện quay phong của anh trước mặt tụi em á. Năm xưa ảnh với anh á, chà, chuốc say cả lừa đảo đó. Quay phong vô cùng, anh còn một mình đánh 9 tên. Tất cả tụi em đều coi anh á là thần tượng của tụi em đó. Ơi, chỉ là chuyện quá khứ thôi, đừng có nhắc nữa. Về hỏi thăm đại ca của cậu giùm tôi. À, cảm ơn Quy Gia. À, hôm nay may mắn gặp được Quy Gia là vinh dự của em. Nè, em phải uống một ly với Quy Gia mới được. Em xin kính trước. Cô thích chiếc nhẫn này không? Đương nhiên là thích rồi. Lần sau em muốn hộp sàn lớn hơn nữa. Cũng được. Ông Mã, xin lỗi ông, hình như đường dây máy quẹt thẻ của chúng tôi có vấn đề. Không biết ông còn thẻ nào khác để thử không? Thử thẻ này đi. Cảm ơn ông. Mấy thẻ này lúc nào cũng như vậy. Anh có thẻ khác. Ông Mã, chào ông. Tôi là quản lý ở đây. Xin lỗi nha, làm phiền ông nãy giờ. Xong hết chưa? Ông Mã à, tôi nghĩ hôm nay máy quẹt thẻ bị hư thiệt rồi. Ông có tiền mặt không? Ông có thể trả tiền mặt trước được không? Có nhầm lẫn không? Tiệm lớn như vậy tự nhiên máy hư cũng được sao? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Thành thật xin lỗi ông Mã. Tôi có thể giữ lại chiếc nhẫn này giùm ông. Và hôm nữa ông mới ghé qua mua nha. Ê, không mua nữa. Đi chỗ khác mua. Không được đâu, em thích chiếc nhẫn này à. Ê, bộ chỉ có chỗ này có bán sao? Đi thôi, đi chỗ khác coi ha. Đi. Làm ơn đi, rút trái thẻ thì đừng có ra vẻ hào phóng. Mặt của con nhỏ đang ngốc như vậy, bị người ta lừa cũng không biết. Chở em tới đây làm gì vậy? Chẳng phải là anh chở em về nhà sao? Nè, buông ra, coi.
chạm dây nào vậy hả? Anh đã tốn bao nhiêu tiền trên người của em, cũng phải lấy lại một chút lãi chứ. Túi xách vài chục ngàn, tôi đi chơi với ông cũng coi như là lợi cho ông rồi. Muốn động tới chị hai này sao? Ông không có vài trăm ngàn cũng đừng có nghĩ tới nha. Kỳ kỳ à, em cũng biết là anh rất yêu em mà. Anh có thể cho em tất cả mọi thứ. Yêu à? Chỉ đừng có cái miệng thôi. Lúc nãy mua chiếc nhẫn nhỏ xíu thôi, ông cũng có thể rút cháy thẻ. Nếu tôi là ông thì kiếm lỗ chui rồi. Anh rút cháy thẻ là bởi vì mua đồ tặng cho em. Kỳ kỳ à, anh chỉ dạy học thôi, em tưởng là anh biết in tiền sao? Bây giờ tôi cầm khẩu súng chỉ vào ông ép ông tặng đồ cho tôi sao? Ngày đầu tiên ông ra ngoài tán gái sao? Không có lợi, không có ai rảnh đi với ông đâu. Đếm xỉa ông cũng hao hơi. Từ nay đừng có tìm tôi nữa. Ê nè nè Kỳ Kỳ nè, Kỳ Kỳ à, ông muốn gì chứ? Em đừng bỏ đi mà tôi. Em đừng đi mà Kỳ Kỳ. Ông còn bám theo tôi, tôi sẽ tới trường tố cáo ông quấy rối tình dục học sinh nữ. Đến lúc đó luôn cả việc làm cũng không còn. Đừng có trách tôi. Ông muốn đốn mặt như vậy thì cứ việc thử đi. Đừng. Chứ, một câu mà đã rung cầm cập, đúng là vô dụng. Kỳ Kỳ, sao hả? Cô tìm được không? Ồ, tìm được rồi. À, mau ra đây ăn đi. Ồ, em đói bụng quá, thịt đâu rồi? Thịt phải nấu lâu một chút, đừng có ăn hết thịt đó. Nè, hai đứa bay từ từ thôi. Qua đây cô ăn lẩu đi. Thôi đi, em muốn nôn quá. Mất hứng rồi. Mất hứng, sao là mất hứng? Nè, ăn cô tôm trước đi, mất hứng gì chứ? Tôm ngon lắm, anh lột cho em mới ăn. Thiệt đúng là khờ quá, đương nhiên là anh lột cho em ăn rồi, đâu có ai để cho em tự lột chứ. Nè, em coi con này đi, nóng vậy để em lột làm phỏng tay thì không nên. Đồ xí xộn, ăn cho chết luôn đi. Chồng mất rồi. Lại đã vô phòng của em. Có chuyện gì la lối sùm vậy? Em bị mất đồ. Em vừa mất chiếc vòng má để lại cho em. Em đã tìm kỹ chưa? Có phải là không biết để ở đâu không? Em hỏi lại một lần cuối, là ai đã vô phòng của em? Chị dâu cũng vô phòng của Tịnh Nghi để lấy áo mặc đó. Sao lại lấy áo của tôi hả? Ai cho vô phòng của tôi? Trả chiếc vòng này cho tôi đây. Không biết cô đang nói cái gì hết. Buông ra. Trả lại chiếc vòng cho tôi. Cô đang vô khống. Trả lại đây cho tôi. Đúng là vô khống rồi. Tôi vô khống rồi. Để tôi đọc người cô. Đưa đây. Em đi em sống chưa vậy? Lý Dũng Cường, anh xô tôi. Anh chỉ con nhỏ này mà xô tôi hả? Phải. Nhưng mà lúc nãy Kỳ Kỳ lạnh quá nên vô phòng của em lấy cái áo mặc thôi mà. Nhưng mà giá nào anh cũng không có tin Kỳ Kỳ ăn cắp đồ của em. Em không ưa cổ cỡ nào cũng được. Đừng có gì những chuyện này vu khống cho cổ chứ. Em vu khống cổ? Thật ra cổ đã cho anh ăn cái gì? Anh đang đến hơn người ngáo ngáo như vậy. Anh giúp người ngoài cũng không giúp em. Anh làm sao ăn nói với ba má quá cố đi hả? Bây giờ anh đang thay mặt ba má quá cố dạy dỗ em đó. Em càng lúc càng quá đáng. Anh lấy tư cách đảm bảo Kỳ Kỳ tuyệt đối không có ăn cắp đồ của em. Ôi anh Cường à, đừng có cãi nữa. Em nói lại khác nào chướng tai gai mắt. Không nên làm tổn thương tình cảm của hai anh em. Em về trước đây. Cô muốn đi đâu hả? Trả chiếc vòng lại cho tôi. Trả đi. Trả lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Em điên đủ chưa vậy? Bây giờ Kỳ Kỳ đi rồi, không được chơi nữa, không được ăn lẩu nữa. Vừa lòng của em rồi chứ? Phải. Em cố tình đuổi bạn gái của anh đi đó. Em căm thù anh. Em căm thù anh. Bạn gái à, gian cơm với em có chịu không? Khoan đi, mình đã quen với nhau lâu lắm rồi mà. Nè anh là ai chứ, liên quan gì tới anh? Tôi nhận ra anh.
Anh không phải lần đầu tiên làm ăn ở đây. Muốn kiếm ăn thì đi xa được. Một chút đi. Buông ra. Cô à, cần bắt cái xác không? Điên cù.